Mình là Kỹ Sạp. Đấy. Thì hồi nãy các bạn đã xem sơ qua những cái cảnh đua xe của thằng con tôi ở trường đua 2K. Vừa mới tức thì thôi, nhưng mà hiện giờ cái clip đua 2K đó tạm thời chưa có thời gian để mà tôi công chiếu. Nên tôi sẽ công chiếu cái clip này. Clip này là một cái mà sau khi mà tôi từ trường đua 2K về thì xe cộ nó quá dơ rồi, nói chung là nhông sinh đĩa mọi thứ gì nó dơ tả hơn con cá nục. Nên tôi đã quyết định là rửa xe. Thì cái nơi mà tôi đang ở trên đây là một nơi không phải nhà của tôi, đây là một người nhà của người gì. Vì thế một cái chuyện mà rửa xe mà nếu mà chúng ta rửa bằng theo kiểu như là tay không, dùng cái giò nước ở nhà hay gì đó rửa thì nó quá ư là mất thời gian, mà nó không thể xịt nhanh được những cái vết cặn dơ, nhất là những khi mà tôi vô rừng với mấy anh con là xe tôi nó đầy sình, kính sình hết luôn từ trên đến dưới. Thì rửa bằng cách đó nó vừa hao nước mà nó vừa cực công, mà mất bao nhiêu tiếng đồng hồ cũng không rửa xong được. Thì thế là tôi đã phải xử lý bằng cách gì? Dễ lắm, đi mua một cái máy rửa xe bằng điện thông thường. Thì cái máy rửa xe điện thông thường thì giá ngoài nó bán tầm 1,5 tới 2,5 triệu là rất là nhiều mặt hàng. Đó, ngay dưới kia là bạn nhìn thấy một cái máy màu xanh xanh theo hướng tại tôi chỉ á. Đó là một cái máy mà tôi đã vừa mới mua chỉ mới cách đây khoảng 3 tháng. Và thật sự là tôi xài chưa được 3 tháng hư bố nó cái máy. Có thể là do nó bị cháy motor hay sao đó, nhưng mà nói chung là tiền nào của đó tôi mua đó, tôi ham rẻ tôi mua có 1,5 triệu. Đấy, bây giờ cái máy đó bây giờ vứt xó. Thì cái máy đã hư ở tuần trước rồi và xe không thể rửa được, nên tôi đã quyết định ở tuần này là tôi bắt đầu tôi mua cái máy rửa xe khác. Thì hôm nay sẵn tiện là trước khi mình rửa xe thì mình review luôn cái máy đó, xem như cái máy đó ra làm sao, cái giá thành của máy đó đây. Đây, cái máy này là một cái máy rửa xe nhãn hiệu Hiroma. Đấy, thì nó có giá niêm yết, nó có ghi trên thùng là 2,150 triệu. Thì so với cái giá 1,5 triệu mà tôi mua thì nó trên nhau khoảng 650. Thì tiền nào của đó thì bữa nay tôi sẽ coi thử cái máy xịt rửa xe này sao nó với khác với lại cái máy 1,5 triệu nó ở những cái gì, để cho mọi người cùng hiểu hơn. Rồi, đầu tiên khi mà tôi thu cái thùng ra thì bắt đầu bên trong nó sẽ có những thứ đây. Đầu tiên là tôi có một cái chai 1 lít. Cái chai 1 lít này nó là cái chai dung dịch để mà vệ sinh xe, có như là phun bọt đó. Thì là coi như là mua một cái máy thì được tặng một chai. Mà tôi chai này bình thường chỉ giá mà mua ở ngoài chắc nó cũng phải mấy trăm ngàn á, thì coi như chúng ta rẻ được 150 cái bình này đi. Đó, 150. Rồi kế tiếp đó, một cái mà tôi bất ngờ luôn, lúc đầu tôi nhìn tôi không biết nó là cái gì. À, giờ tôi mới biết nó cho cái bình xịt xà bông bột, thì dĩ nhiên nó phải cho thêm cái bình để xịt bột ra, xịt bột ra chứ, chứ không cho lấy gì sao xịt bột. Tôi cứ tưởng lúc đầu là cái này đem bỏ vô quậy là không phải, thì ra là cái này là chúng ta sẽ mở nắp ra cái bình, chúng ta sẽ đổ bột vào rồi chúng ta đóng nắp lại, sau đó chúng ta sẽ có cây súng. Đây cây súng, thì với cây súng này thì cái chuyện mà đơn giản để gắn bình bọt nó thiết kế lẹ hơn những cái súng khác là bắt phải thay này kia. Tôi chỉ việc đơn giản là cầm đó, nhét thẳng vô, rồi bóp cò là tự động bọt trong đây nó sẽ trộn với nước và nó phun ra với tốc độ nhanh. Có nghĩa là cái dung dịch tẩy rửa nó sẽ trộn với nước, nó tạo sức nén trong đây và nó phun ra, thì mình khỏi cần phải quậy pha nước làm gì cho nó cực. Đây là một cách khá là hữu ích. Rồi, thì khi tôi muốn mở ra nó có cái lẫy giật ra. Rồi tới khẩu súng. Khẩu súng thì này, trên khẩu súng này nó chẳng có gì nhiều ngoài cái đầu này là đầu vô nước, cò súng và cái đầu chỉnh. Thì camera bắt đầu mình nhìn chỉ ở đây ha. Đấy, mình bắt đầu mình dặn tăng chỉnh á, thì bắt đầu là cái độ hở trong cái chỗ cái khe phun này nó sẽ to ra. Thì to ra thì có nghĩa là cái đường nước nó xịt rộng ra, bè ra. Còn khi mà khép lại thì nó sẽ tịt lại. Đấy, nói chung là chỉnh tăng đưa cái đường nước ra vào, nó chỉ có đơn giản một cách quặn vào lại. Rồi, 3 món. Món thứ tư là sợi dây. Sợi dây này dài như cũng nếu mà vô đây tôi tính là chắc cũng phải 5 mét á. Thì nó hai đầu giống như nhau, là một đầu để dặn vô máy, rồi một đầu để dặn vô lại cái súng. Xong sợi dây. Thế tiếp đây bắt đầu là một cái sợi dây. Dây này là dây gì? Dây này là dây dẫn nước. Đó, có nghĩa là dây này dây để hút nước từ cái bể của mình, cái bồn của mình và đưa vào máy. Thì cái này nó rất là hay, nó có tặng kèm theo một cái lọc. Đây là một cái lọc mà chúng ta sẽ cắm thẳng vào cái sợi dây này. Để làm chi? Để chúng ta sẽ không bị cát, bụi hay là rong rêu hay những dùng nước nào mà có dơ, có cặn nó không bị vô máy làm nó kẹt máy hơn.
Còn cái đầu còn lại á, đây cái đầu này, thì cái đầu này là đầu để mà nó nhét vô trong đây. Thì cái mà nhét vô trong đây nó cũng rất là đơn giản. Đó, đầu tiên lấy cái này, bỏ cái này qua, xong nhét cái này vô. Rồi bắt đầu có cái đầu ở đây, nhét ống dây vô. Rồi cứ nhét sau nó vô, xong nó đút cái miếng nhựa vô lại. Miếng nhựa này có nhiệm vụ là cái gì? Để khi mà cái nắp này nó chui vô nó siết á, là cái miếng nhựa nó siết lại cái sợi dây, là cái sợi dây không tuột ra được. Rồi đó. Ồ, xong chưa? Tôi cứ nghĩ tới đây là hết, nhưng bắt đầu tới phần kế tiếp đó là phần máy. Thì tôi mới phát hiện ra ở đây là nó có cái lẫy. Để mình kéo cái lẫy xuống là phải mình giật cái này ra. Đó, thì để làm chi? Thì giờ tôi mới thấy cái này là cái hay hơn cái thằng kia. Đây, đây là cái máy của nó. Thì cái điều hay của con này là gì? Là cái lẫy này nó thiết kế bằng kim loại cứng chắc, còn kia nó làm bằng nhựa. Tôi xài tới xài lui, tôi bữa giờ xài 3 tháng mà bể hết mấy cái đồ đầu ra vô nước bằng nhựa, tại vì nó quá tệ, cái chất lượng nó quá tệ. Còn này nó làm toàn bộ bằng thau. Đó, có nghĩa là cái đầu này chúng ta dặn sẵn rồi máy. Rồi. Khi mà chúng ta cần kết nối cái dây nguồn nước vào, chúng ta chỉ việc kéo xuống, ấn vô thả ra, y chang như kiểu như là mình ấn cái vòi hơi vậy đó. Là coi như xong. Rồi. Bên đây thì là cái đầu của đầu đường nước ra, chúng ta chỉ việc dặn cái đầu dây vô đây. Chút xíu nữa mình sẽ test thử. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà cái bộ cái này là cái những cái trang thiết bị mà đi kèm theo máy. Rồi. Thì giống như chơi xe cũng vậy, chúng ta mua chiếc xe zin về nó cũng sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, nó cũng có đồ nghề rồi có phụ kiện gương kính kèm theo. Thì ai cũng sẽ biết mà, dân chơi xe thì dĩ nhiên là phải độ. Thì kèm với đó là tôi cũng phát hiện ra lúc mà khi mà tôi mua đồ, tôi thấy nó có bán kèm những cái phụ kiện mà nó khá là hay ho. Đó là những phụ kiện độ. Đầu tiên tôi mua cái bộ này, tôi mua thêm về. Đây là một cái thanh nối dài súng cong thẳng, có nghĩa là cái đường thẳng là xong nó cong. Để làm chi? Để mà khi mà tôi xài, tôi có thể đút ở dưới gầm những cái vị trí nào đó tôi xỉa lên. Chứ còn cái súng này không thể xài được, thì nó sẽ kết nối vào cái súng mà mình xài. Đó. Cái thanh kết nối này giá cũng không cao. Thanh này inox hai đầu, có đầu thao, mà giá chỉ có 275.000. Rồi. Kế tiếp. Nhà ai mà hay có cái bình mà khí nén á, thì hãy mua cái bình này. Bình này nó gọi là bình bọc tuyết luôn. Hồi nãy là cái bình này nó chỉ là bình để mà pha nước, nó trộn chung, nó ép áp suất ra, nó phun vừa nước vừa xà bông ra. Còn cái này á, là nó sử dụng nén khí để nó bỏ ở trong đây, là nó nén cho cái này nó tung lên thành bọt, giống như là phun bọc tuyết ở ngoài vậy đó. Sau khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ cắm vừa hơi vô đây là chúng ta có thể xài được nó liền. Đấy, đây là cái bộ độ kế tiếp của nó, thằng là hữu ích. Rồi, hồi nữa mình sẽ thử luôn, tại vì mình có cái bình khí mini mình cũng đem luôn theo trên xe mỗi lần sử dụng. Đó là hai món. À quên nữa, cái bình này thì nó khá là mắc, bình này nó tới 750, nhưng mà hợp lý, không sao. Thay vì đi mua cái bình trà bá lửa cao mét mấy ở ngoài tiệm rửa xe nó làm tới mấy triệu bình phức tạp, thì chúng ta chỉ cần làm gọn nhẹ gia đình, quy mô xe hơi xe máy nhà vậy thôi. Rồi, ngoài ra nó còn có hai cái này là đồ rất là thông minh. Ai mà hay xài mấy cái máy rửa xe mà dây dài 5m á, là sẽ hiểu cái độ ngu của cái sợi dây nó là sao. Giống như cái sợi dây này nè, khi mà chúng ta cuộn lại vậy nhìn nó đẹp lắm, nhưng khi chúng ta kéo ra bắt đầu nó cong đầu này, nó cong đầu kia, nó gọi là bị xoắn dây á. Thì khi mà nó bị xoắn dây thì làm sao? Ngồi bắt đầu mình kéo dây thẳng ra, bắt đầu mình quấn qua quấn lại quấn qua quấn lại, nhưng mà không, thằng này nó đã ra cái món đồ chơi chống xoắn dây trị giá 275.000. Này nó nghĩa là gì? Đây lỡ xé ra luôn đi, quên nãy giờ không xé ra. Đấy, đây là cái bộ chống xoắn dây. Thì nhiệm vụ nó là gì? Nó đơn giản lắm, nhiệm vụ của nó là nó kết nối vào cái điểm mà ra dây á. Thì khi mà bạn bị xoắn dây đúng không, thì thay vì bạn phải quay nguyên cái cùm dây này nhiều lần, bạn chỉ việc là nó xoắn ở đâu bạn chỉ việc quay nó thôi. Tại vì hang này nó kết nối với nhau, nước không chảy ra ngoài mà dây nó vẫn có thể dặn để cho nó chả xoắn, chẳng hạn như dây xoắn bên chiều này mình dặn ngược trả lại rồi là nó hết xoắn. Đấy, cái này là một cái hữu ích, siêu hữu ích. Rồi tiếp, cái này là cái kết nối nhanh đầu nước ra bằng đồng đó. Cái này là giống như là để mà chúng ta có hai đầu, chúng ta sẽ cấp vô một cái đầu mà kết nối cố định. Chẳng hạn như chúng ta có cái vòi nước á, thì chúng ta nối cái dây này vào, thì một đầu chúng ta là sẽ bắt đầu gắn vào vòi nước. Đó, một đầu chúng ta dặn vào vòi nước là coi như lúc nào nó trên cái vòi nước ra nó cũng dày. Rồi một đầu này chúng ta gắn lên sợi dây vào nước
là 2-3 chúng ta cắm vô một cái là chúng ta kết nối là chúng ta có nước chúng ta xài liền, chứ không cần phải đi hứng ra thao hay gì nữa. Thì đó là trong một trong những cái hay ho với mấy cái món đồ chơi này. Đấy. Rồi sao con mới đi đua xe 2k về, bữa nay đua được 5-4 giây rưỡi đã không? Đã rồi. Dùng máy rửa xe cho rửa hả? Máy đó hư rồi, bởi vậy nên bây giờ mới phải đi mua máy này nè. Thì hôm bữa rửa xe mấy chiếc sình của con xịt hoài cả nửa tiếng 1 tiếng đồng hồ, xịt đâu có lên đâu, lần trước nó hư rồi nên lần này cháu mới mua cho con đó. Con thích cái máy này không? Con thích máy này không? Họ ra chơi thử cho nè nha. Họ chơi ra chơi thử cho lấy cho rửa xe đua của con. Bữa nay con tám mấy lần? Ok, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ kết nối cái máy đó. Bây giờ mình thử cái máy đó cho mọi người coi. Ok. Rồi, thì sau khi mà mình kết nối thì bắt đầu mình chỉ đơn giản lắm. Đó, cái sợi dây nước mình cắm thẳng vào đây, mình thả vào đây. Đây cái xô nước mình hứng. Rồi, cái vòi nước mình dặn vào trong máy. Rồi thế là mình có ở đây. Rồi, kết nối ổ điện vô quá đơn giản, chỉ có 3 bước đó thôi. Sau 3 bước đó bắt đầu tôi mở thử cái máy. Đó. Xích lại này camera. Camera nháy. Đó. Sau cái đó bắt đầu cái máy bắt đầu nó tự nó bơm, nó tự nó lấy áp suất nước, nó hút máy vô luôn. Bây giờ tôi có thể bắt đầu bóp rồi nè. Đó. Đây là cái này là súng xoẻ. Nè bắt đầu tôi chỉnh vòi nè, thành súng xa. Gớ. Xa. Ồ, xoẻ. Xa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đó. Xịt, lập, xịt thử lập, xịt con nè. Rất là mạnh. Đó. Mình có thể lựa cái lực để mình rửa xe, chẳng hạn như mà sình lầy dơ quá thì mình chỉnh lực căng nhất, chứ còn ví dụ mà nó ít sình dơ thì mình chỉnh vừa nhẹ nhẹ thôi để cho nó sạch xe đó, theo cái đó mà mình xài. Rồi bây giờ bắt đầu tôi thử tới cái này. Cái này là cái dung dịch đậm đặc, cái dung dịch dung dịch đậm đặc rửa xe ở trong cái chai bự á tôi chiết ra. Thì đây bây giờ tôi thử, tôi kết nối vào trong đây sẽ có một xem mét nó hoạt động ra làm sao ha. Đó, nó thành màu gì vậy? Cái này là màu hồng con. Rồi thử coi bây giờ nó sẽ ra màu gì. Đó, nó ra xà bông rồi nè. Đó, có nghĩa là khi mà nè, quay tới xà xô. Quay cho đây à? À, quay tới chết không. Đó, ra xà bông phải chưa? Thì nó màu trắng. Rồi đó. Nó thành màu trắng, đừng đâu. Đây là một cái là khá ư là hay ho để cho mà mình chỉnh được nhanh đừng đó nè, nhìn thấy không, bắt đầu à xịt đó thì nó pha sẵn xà bông cho mình luôn, là mình xịt sơ nó qua rồi bắt đầu mình xịt rửa xe là xong, quá tiện. Bạn nè, tôi tắt cái hôm nay đó. Rồi chú chạy qua đây tôi được đi bay đi đâu giết cô. Đúng rồi, con đi qua đây đó, thấy không, xịt sơ nó quá dơ nè. Bây giờ cha sẽ thử cho xịt nữa rồi. Thì thông thường là tôi rửa sên dĩ nhiên nó sẽ hơi bằng dung dịch khác, mà bữa nay tôi thử coi thì cái này chỉ là dung dịch rửa xe, nó tẩy không nổi mấy chất dơ nhưng mà nó cũng đã có cố gắng rồi. Thì cái mà bình pha này rất là hữu ích cho ai mà lười phải đi cầm nguyên cái thao pha xà bông á, thì lấy cái này xịt nhẹ lên nguyên cái dàn áo xe là có thể là ra để cái rửa rồi. Ủa cha ơi, mà lấy khăn mình rửa lại sao? Dạ, tự nhiên xịt cái xà bông nó màu hồng mà xịt ra nó thành màu trắng. Đúng rồi, thì khi mà nó pha với nước nó sẽ ra màu trắng á con. Đó. Còn bây giờ nếu mà bình thường mà tôi rửa sên ha, để tôi sẽ cho mấy bạn coi. Đấy, tôi sẽ lấy cái chai xịt sên. Xịt rửa mà rửa sên của tôi á, tôi sẽ xịt vô trước. Thường là tôi sẽ rửa sên. Quá tiền, quá tiền. Đừng nhớ. Đó. Tôi sẵn tôi xịt luôn trên cái mâm của tôi, tại vì cái mâm tôi nó dính một giờ lắm. Gia su lì lắm. Nói chung là chơi kiểu này thì hơi tốt, nhưng mà lười thì xài được rồi. Rồi bây giờ bắt đầu nè, xịt nó sạch nè. Xài mấy cái súng áp lực mạnh này xịt sên đã lắm. Cứ xịt hết cỡ vô thôi là ra sạch bóng hết.
rửa xe hơi không? Có, rửa xe hơi à, người cha mẹ đổ đầy bình luôn á. Đúng không cha? Đó. Đây bình vậy. Rồi bây giờ mọi người coi ha, đó. Cái này là vừa rồi là tôi đã tôi không cần phải sử dụng bàn chải hay gì hết. Tôi chỉ việc đơn giản là sử dụng vòi áp suất cao. Đây là một cách mà vệ sinh sơ, một cách ăn gian. Có nghĩa là mình sử dụng những cái máy xịt rửa mà áp lực cao như thế này, kết hợp với lại những cái dung dịch rửa sên hay gì đó là rửa rất là nhanh. Đây là cách tôi hay rửa mà nhanh nhất, tôi khỏi mất công đụng tay đụng chân vô là rửa mà có hiệu quả. Đó, đấy là thế. Rồi nói chung là cái... đúng rồi, đây là su đua xe. Rồi cái nhãn hàng Hiroma này hôm bữa là mấy bạn đã thấy không biết làm sao, bữa giờ tự nhiên cái nhãn hàng Hiroma này bây giờ nó đang hot. Hết là tôi mua được cái đồng hồ đo tốc độ của nó good rồi. Bữa nay bắt đầu mình đổi qua chơi luôn cái máy xịt rửa xe của nó, coi hiệu quả nó làm sao. Đó, hồi nãy là tôi hứng chưa được nửa thao mà xịt nãy giờ nó cũng khá tiết kiệm nước. Nó rất là tiết kiệm nước. Chúng ta sẽ tốn ít nước hơn để mà rửa xe. Đó là cũng một trong cái thời kỳ mà chúng ta đang sử dụng tiết kiệm mọi thứ. Rồi thì bây giờ trời thì đã tối rồi, quay phim thì nó hơi xấu. Thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu tập trung vô cái chuyện rửa xe. Thì cái video clip nó dài quá thì nó sẽ gây ra nhàm chán. Ok, thông tin thì mình đã có để cho nó, ai có thích mua thì cứ mua. Mới mua được cái này cũng khá ngon. Rồi, chào mọi người. Mình là Kỹ Sư.